Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Như trên màn hình chúng ta có thể thấy là cái ví Zmoon Wallet nó đã được cập nhật thêm một cái chuỗi mới, đó là chuỗi Polygon. Thì cái tin tức này nó đưa ra thì nó sẽ không có quá nhiều cái ảnh hưởng đến giá của Zmoon. Thế nhưng mà nó cũng là một dấu hiệu cho thấy là Zmoon đang làm việc tích cực hơn trên cái quá trình mở rộng cái chuỗi ví, và cái việc nó liên kết các cái chuỗi này với cái công nghệ bảo mật của nó thì có lẽ nó sẽ tạo ra được một cái hệ sinh thái nó mang tính chất an toàn bảo mật hơn. Tuy nhiên là sau khi có những cái thông tin về cái việc tích hợp chuỗi Polygon vào trong cái ví Zmoon á, thì có rất nhiều người tin rằng là chúng ta có thể mua Zmoon trên cái chuỗi này. Tuy nhiên á, là John Kerry đã trả lời chính thức là nó không hỗ trợ ở thời điểm hiện tại, tức là not currently ở thời điểm hiện tại thôi, còn trong tương lai là có thể nó sẽ hỗ trợ đấy, chứ không phải là nó không hỗ trợ đâu. Cho nên là chúng ta sẽ chờ đợi. Và cái điều nữa đó chính là cái việc chúng ta đã có thể mua cái Polygon ở trên ví Zmoon rồi. Tất nhiên rồi, mua cái này thì nó sẽ mất phí ở cái mức nào đó. Đây, ví dụ như là 171,1 Matic Polygon là tương ứng với $150. Là mua được với cái mức giá như vậy thì chúng ta hoàn toàn có thể mua trực tiếp. Thì đối với Moonpay này, nó chỉ hoạt động ở các quốc gia khác, chứ ở Việt Nam thì như lần trước Thắng có làm video rồi ấy, là nó không có hoạt động được ở trên cái hệ thống của cái ngân hàng Việt Nam. Tất nhiên trong tương lai nó sẽ mở ra hay không thì không biết. Đó, mà chúng ta sẽ cần phải chờ đợi cái điều đó. Nó cũng có một số những cái tin tức mang tính chất gọi là rumor, tức là tin đồn thôi. Ví dụ như là có những cái bên YouTuber người ta cũng có làm cái việc là crypto.com có thể họ sẽ cân nhắc cái việc là hợp nhất và đưa Zmoon lên trên cái crypto.com. Thì tin này Thắng không có cái tính xác thực nên Thắng chỉ đưa ra mang tính chất để cho cô chú anh chị chúng ta tham khảo thôi nhá, chứ cái này không chắc là đúng. Và một điều nữa đó là khi đăng cập nhật cả trên Zmoon Search này hay là cả trên Zmoon trên Reddit này, thì nó cũng đã có đăng ký thương hiệu của cái Orbital Shield. Thì đây là một cái bước tiến mang tính chất pháp lý. Tất nhiên thực tế làm được cái gì hay không thì chưa biết, nhưng mà nó đăng ký đã. Thì sau khi nó đăng ký tên thương hiệu trên cái này đã rồi thì chúng ta mới sử dụng cái tên sản phẩm này để sử dụng cho các cái ứng dụng. Thì ở trên này nó cũng có nói rất nhiều thứ về ứng dụng, về phần mềm, về máy tính, về online, về internet, có rất nhiều những cái thứ khác nữa, về vấn đề về thiết kế này, phát triển này, tức là nó khá là đa dạng. Khi mà nhìn vào đây nó có tất cả những cái mà chúng ta nó cái Orbital Shield nó sẽ quản lý và nó sẽ chịu trách nhiệm, và cái mang tính bản quyền thậm chí kể cả video games đó, những cái vấn đề về dịch vụ tham khảo, dịch vụ tham vấn này, rất nhiều cái. Chỉ có thấy rằng là cái sản phẩm Orbital Shield này nó sẽ có liên đới rất nhiều đến những cái tính bảo mật của nó, cái tính bảo mật của các cái sản phẩm trên hệ sinh thái của Zmoon. Thì đấy cũng là một dấu hiệu tốt. Thì như video trước Thắng cũng có nói là cái việc là Zmoon để mà nó tăng mức giá cao lên thì nó sẽ cần thời gian, chứ nó cũng chẳng thể nào mà nó nhanh hơn được. Như vậy thì trong thời gian gần đây mình nhìn qua tổng quan qua thị trường thì hầu hết các cái đồng coin đều giảm, riêng chỉ có mỗi ông Lunacy này thì ông ấy tăng thôi. Ông Terra Luna Classic này ông tăng rất mạnh này, đang từ cái ngưỡng từ 0.0001 nó lên 0.0005, rất là mạnh. Thì cũng có rất nhiều người ta thông tin người ta nói về cái này, ví dụ như là trên Remitano họ cũng nói là cái mức thuế đốt 1,2% của Terra này, Terra Luna Classic này, nó làm cho cái giá của cái đồng Lunacy, đồng Luna Classic này nó tăng lên. Và bằng chứng cho cái việc này là rất nhiều các cái đơn vị hỗ trợ, khi mình lướt qua ví dụ như Gate.io hỗ trợ này, KuCoin hỗ trợ này, thậm chí cả Binance nó cũng hỗ trợ. Và bắt đầu từ ngày 7 tháng 9, tức là 0 giờ ngày 7 tháng 9 theo giờ UTC ấy, là chúng ta thấy rằng là cái việc nạp và rút cái Lunacy token nó bị ngăn chặn, để nó phục vụ cho cái việc là nâng cấp cái chuỗi mới, người ta lấy cái tên là Luna V22, Lunacy V22. Đó, thì cái điều này nó sẽ làm cho cái cơ chế mới nó sẽ tăng lên, ví dụ như là về vấn đề staking của cái cơ chế stake của trên cái ví trực tiếp của cái Terra Station này này, nó sẽ nâng cấp trực tiếp và mình có thể thao tác trực tiếp trên này. Thì chính cái điều này nó cũng làm cho các cái
giao dịch on-chain, tức là giao dịch trên các cái sàn hoặc trực tuyến ấy, nó sẽ bị thu phí. Thì cái thu phí này nó sẽ dùng để đốt. Tùy từng sàn nha, có sàn thì mua nó cũng cũng thu phí, có những sàn cả mua cả rút thu phí, còn riêng Get.io ấy, thì nó lại chỉ là đây, Get.io thì nó nói là chỉ là rút ra thì mới thu phí thôi, thì nó sẽ rút những cái ví như là Luna này hoặc là USDC này, nó cũng rút ra là sẽ bị thu 1,2%, thì cái phần trăm ấy nó xem đi nó đốt, đại loại thế. Đó thì đấy là cách mà nó sẽ làm, cố gắng cái mục tiêu của nó ấy, là làm sao ý tưởng này làm sao để mà đốt bớt cái đồng Terra Luna đi, Classic đi. Đó thì bây giờ mình nhìn qua cái tổng cung của nó vẫn rất là nhiều, là khoảng 6.100, hơn 6.100 tỷ cái đồng Luna Classic, trong cái khối lượng cái market cap của nó là khoảng hơn 3 tỷ như vậy. Thì rõ ràng là để mà đạt được cái ngưỡng con số là 1 đô la thì sẽ là rất 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 lâu. Thì nếu như có thể thì ít nhất cũng phải đốt này còn khoảng 6 tỷ thôi thì chắc là nó mới lên được 1 đô ạ, 0,1 đô ạ, thì may ra mới lên được, chứ còn bây giờ bảo nó lên được cái một phát 1 đô ngay thì có thể duy nhất đó là đốt băng sạch cái đống Lunacy này đi thôi, nhưng mà không thể nào đơn giản và dễ dàng như vậy được. Thì chúng ta sẽ chờ đợi trong tương lai xem nó sẽ như thế nào. Thì trên một số các cái nền tảng khác, ví dụ như là Coin 68 này, người ta cũng có đưa ra những cái thông tin, ví dụ như về có nên đầu tư vào cái đồng Polygon hay không. Thì thực ra Thắng không có đưa ra bất cứ lời khuyên nào cả, thì cô chú anh chị có thể tham khảo vào trên những cái trang khác như Coin 98, Coin 68, mà họ là những cái đơn vị họ rất chuyên nghiệp và chuyên sâu về cái việc đầu tư vào cái điều đó, thì Thắng nghĩ là nó sẽ có những cái thông tin nó sẽ hữu ích hơn rất là nhiều. Còn một số những cái thông tin cập nhật khác về Bitgut thì chỉ còn 1 ngày nữa là xong cái việc hoàn thành là cái vote là xem cái đồng nào sẽ được được list lên trên Bybit. Thì hy vọng là Bitgut nó được list lên trên Bybit, thì khi Bitgut nó được list lên trên Bybit thì nó sẽ có cái mức giá tăng trưởng tốt hơn, đáng nghĩ là như vậy. Thì bây giờ giá nó tăng, thời điểm hiện tại nó tăng như vậy cũng khá là ổn rồi, nó tăng khá nhanh ấy, so với những cái gì mà thị trường nó thể hiện ở đây thì nó tăng như vậy là nhanh. Và trên KuCoin là trong cái top 10 những cái đồng coin được tìm kiếm nhiều nhất thì Luna Classic đứng thứ nhất, USDC đứng thứ 7, token Bitget Price thì đứng thứ 6. Thì chúng ta thấy rằng là Bitget nó cũng đã và được nhắc tới khá nhiều, trong cái việc nói chung là nó cũng sánh ngang với những cái đồng coin mà nó có cái độ siêu, những cái độ viral nhất định, ví dụ như Shiba Inu chẳng hạn. Đó thì thời điểm này nó đang hơi chìm, Shiba Inu hơi chìm, nhưng tuy nhiên là nó là đồng coin, nó tồn tại đến bây giờ thì không có lý do gì nó có thể tồn tại lâu hơn. Rồi bây giờ chúng ta đang chờ đợi trong quá trình của cái Ethereum Merge, nó đang hợp nhất cái Ethereum vào. Có rất nhiều những cái thông tin xoay quanh cái thị trường. Đây, Bitget họ cũng đã vui mừng thông báo rằng ấy, là cái chế độ, cái sự tích hợp cái hợp đồng staking, hợp đồng ủy quyền như kiểu dạng proof of stake ấy, vào trong cái chuỗi của Bitget đã hoàn tất, và hiện tại nó đang trong quá trình alpha test. Thì khi sau khi alpha test thì nó mới có cái bản beta, thì cái bản beta đó người dùng mới mới được sử dụng. Thì cái đó là cái mà chúng ta chờ đợi. Thì rõ ràng là Bitget nó đang làm một cái chuỗi nó khá là đa dạng, ngoài cái việc giá rẻ ra thì nó cũng có cái tốc độ nhanh, rồi nó cũng có rất nhiều những cái cơ chế rất là hấp dẫn thu hút người dùng. Thì rõ ràng bây giờ để ra một cái trend mới để mà đánh bại được được Bitget nó cũng không phải là điều dễ dàng giống như ngày xưa nữa đâu. Ngày xưa thì người ta còn bảo là thôi thì Bitget nó võ mồm, nó đoán bừa, nó nói cho nó vui, nhưng mà bây giờ nó làm được khá nhiều thứ, chúng ta sẽ phải thực sự là quan dè chừng với về cái Bitget này. Nên sớm môn thì nếu bây giờ có ra chen thì chắc chắn là cũng không thể đủ, cũng không thể cạnh tranh được với cái Bitget ngay đâu, thậm chí còn bị hít hơi rất là dài. Thì thay vì đó thì thằng nghĩ sớm môn nó sẽ nên tập trung vào cái việc phát triển những cái phần mềm thì bảo mật, rồi ra được cái tokenomics, exchange blockchain, và chúng ta có Sermon card, vậy là đã là một thành công đối với Sermon rồi. Chúng ta hãy chờ đợi cái điều đó nó sẽ có thể xảy ra trong tương lai ha. Rồi thì video này xin cập nhật nhanh một số những cái thông tin như vậy. Thì trước khi kết thúc cái video thì mình sẽ nhìn qua một chút về cái thông tin của Sermon về cái giá market cap, cũng như là chúng ta thấy rằng cái swap interval progression và trong vòng 24 giờ qua có hơn 13 triệu mã thông báo Sermon được đốt. Còn bây giờ video xin được kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại vào những cái video tiếp theo.